Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn bài Chót Yêu của Trung Quân Idol. Và cái phần intro thì mình đã có viết cái tab ở dưới, và các bạn cứ download về mà tập theo. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn vào bài luôn cho nó đỡ tốn thời gian. Cái hợp âm thì sẽ đánh lần lượt theo thứ tự là như sau. Đầu tiên là hợp âm Sol Major 7. Thứ tự kế tiếp là hợp âm La Suite 2 Bách Pha Thăng. Cái thứ ba, hợp âm thứ ba sẽ là hợp âm Mi Thứ. Hợp âm thứ tư là hợp âm La 7. Hợp âm thứ năm là hợp âm Re Trưởng. Và cách bấm các hợp âm thì mình cũng sẽ ghi ở dưới phần mô tả luôn. Các bạn cứ coi cho nó đỡ tốn thời gian. Và mình sau đây mình sẽ đem mẫu một phần cho các bạn coi thử. Có chút bối rối, chạm tay anh rồi, vì anh đang mơ rất dịu dàng. Rồi đoạn sau cũng cái đoạn có chút thương nhớ với vì anh luôn mong được có em cũng đàn giống y chang vậy luôn, và mình sẽ hướng dẫn các bạn đệm. Đầu tiên hợp âm mình sẽ đệm theo là đệm từng cách theo từng hợp âm luôn cho nó dễ, tại vì hợp âm này rất là ít. Đầu tiên hợp âm Sol Major 7 mình sẽ đệm là dây bass sẽ là dây 6. Mình sẽ đệm là bass 4 3 móc 3 4. Móc sẽ là móc hai dây cuối cùng. Hai dây 1 và dây 2. Dây 1 dây 2. Đến mình đánh lại một lần nữa là bass 4 3 móc 3 4. Hợp âm thứ hai, hợp âm tiếp theo là hợp âm La Suite 2 bass pha thăng cũng đánh vậy luôn. Bát 4 3 móc 3 4. Hợp âm thứ ba là âm Mi Thứ, mình sẽ đánh theo kiểu điệu blue sẽ là bát 3 móc 3. Mình sẽ đánh lại một lần nữa hợp âm với hợp âm Mi Thứ. Bát 3 móc 3. Sau đó sẽ chuyển hợp âm La 7 liền, là mình sẽ đánh tiếp là bát 3 móc 3. Là hợp giữa hợp âm Mi Thứ và hợp âm La 7 là chỉ có nửa nhịp nên nửa nhịp thôi, nên mình sẽ đánh kiểu đó là bát ba móc ba bát ba móc ba. Mình đánh làm một lần nữa thật chậm là hợp âm Mi Thứ bát ba móc ba móc ba. Rồi sau đó tới hợp âm Re Trưởng sẽ là bát 3 2 1 2 3. Với hợp âm Re Trưởng mình sẽ đệm theo kiểu này là bát 3 2 1 2 3. Mình sẽ đọc lại một lần tất cả các hợp âm cho các bạn dễ đọc. Các bạn chú ý cái tay của mình luôn, coi cái thế bấm và cái thứ tự đổi luôn cho nó lẹ. Sẽ là bát 4 3 móc 3 4, bát 4 3 móc 3 4, bát 3 móc 3, bát 3 móc 3, bát 3 2 1 2 3. Và cái đoạn sau mình cũng sẽ đánh như vậy luôn là có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng khi em in say trong giấc, có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi, vì anh luôn mong được có em. Và cái đoạn điệp khúc thì mình cũng hợp âm cũng giống y chang cái đoạn đầu luôn,
Các bạn muốn đệm y chang đoạn đầu cũng được. Và mình sẽ đánh thử một lần y chang cái, như cái kiểu của đoạn đầu luôn. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy. Đó, cái đoạn đầu mình sẽ đánh giống y chang cái đoạn khúc trên luôn. Rồi đoạn sau mình cũng đã sẽ đánh như vậy luôn. Hãy đến bên anh đi. Rồi khúc này sẽ khác một chút, khúc này sẽ là nửa nhịp, mình sẽ đập kiểu này. Để cho tình trọn vẹn chúng ta, trọn vẹn chẳng tan. Giữa mình sẽ đánh là bùm chắc đập chắc chắc đập. Bùm bùm sẽ là dây bass. Chắc sẽ là mình bóc 3 dây dưới. Bùm là dây bass, còn chắc sẽ là mình móc 3 dây dưới, sẽ là bùm chắc đập chắc chắc đập. Mình sẽ đập lại lần nữa là bùm chắc đập. Bùm chắc đập chắc chắc đập. Mình sẽ đổi hai hợp âm tại vì cái này chỉ có là nửa nhịp thôi nên mình sẽ đánh đổi giữa hợp âm la suốt hai bát pha thăng và giữa hợp âm với hợp âm si thứ. Bùm chắc đập chắc chắc đập. Cái chắc thứ hai là mình đã chuyển qua hợp âm si thứ rồi, mình sẽ đập lại lần nữa. Bùm chắc đập chắc chắc đập. Rồi mình sẽ đánh lại một lần điệp khúc cho các bạn coi thử. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy. Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chẳng tan. Vì con tim anh này luôn có tình yêu sâu kín cùng thương nhớ cho em. Đó, vậy là các bạn sẽ đã đánh xong cái đoạn đầu. Và cái bạn không muốn đánh điệp khúc y chang cái khúc đầu thì các bạn có thể đánh điệp khúc này kiểu khác là đánh bass 3 2 3 1 3 2 3. Đánh theo kiểu rải dây như vậy cũng được. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy. Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chẳng tan. Vì con tim anh này luôn có tình yêu sâu kín cùng thương nhớ cho em. Đó là xong phần đầu phần 1 và mình sẽ chỉ các bạn đánh thêm đánh cái đoạn 2 cho nó khác chút xíu. Cái đoạn 2 mình sẽ đánh đập. Có chút bối rối, chạm tay anh rồi, vì anh đang mơ rất dịu dàng. Có chút thương nhớ, làn môi nhẹ nhàng khi em in say trong giấc. Có chút yêu dấu, chỉ là mơ mộng vì anh luôn mong được có em. Và cũng giống như đoạn trên thì mình sẽ chỉ các bạn đánh theo từng hợp âm luôn. Hợp âm đầu tiên là hợp âm son major 7, mình sẽ đánh là bùm chắc đập chắc chắc đập chắc. Bùm là dây bass, chắc là 3 dây dưới. Mình sẽ đánh một lần nữa là bùm chắc đập chắc chắc đập chắc. Bùm chắc đập chắc chắc đập chắc. Rồi sau đó sẽ chuyển hợp âm tiếp theo là hợp âm la suốt hai bát pha thăng. Bùm chắc đập chắc chắc đập chắc. Mình sẽ đánh hai hợp âm này sẽ chuyển cho các bạn coi thử. Bùm chắc đập chắc chắc đập chắc. Bùm chắc đập chắc chắc đập chắc.
sau đó là hợp âm mi thứ, mình sẽ đánh như vậy, bầm chát đập chát, và nó sẽ chuyển liền tới hợp âm la thứ bảy là bầm chát đập chát. Tại vì hai cái này chỉ có nửa nhịp nên mình chỉ đánh một phần nửa thôi. Mình sẽ đánh lại thật chậm là giữa mi thứ và la bảy cho các bạn coi thử. Mi thứ là bầm chát đập chát, bình chát đập chát, bầm chát đập chát, bầm chát đập chát. Các bạn có cái tay mình nó sẽ thay đổi thì các bạn coi tập theo. Bầm chát đập chát, bầm chát đập chát. Qua tới hợp âm re trưởng thì mình cũng đánh như hai hợp âm đầu tiên là bầm chát đập chát, chát đập chát. Mình sẽ đánh lại một lần nữa là từ đầu cho các bạn coi thử. Thật chậm là bầm chát đập chát, chát đập chát, bầm chát đập chát, chát đập chát, bầm chát đập chát, bầm chát đập chát, bầm chát đập chát, chát đập chát. Và từ cái khúc mà có chút bối rối chạm tay anh rồi tới cái khúc mà vì anh luôn mong được có em là các bạn đánh như vậy luôn. Để coi kỹ hơn thì mình có hát thử bằng cái clip ở YouTube ở dưới thì các bạn cứ bấm vào coi thử. Và cái phần điệp khúc thứ hai thì mình sẽ bắt đầu mình cái phần điệp khúc mình sẽ quạt. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, vì con tim anh này đừng ngóng trông. Vì ở phân khúc quạt nên mình sẽ không sử dụng hợp âm la suốt 2 bát pha thăng mà mình sẽ đánh hợp âm luôn, pha thăng thứ luôn. Và cái cách quạt sẽ là xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, xuống lên. Mình sẽ đọc lại thật chậm là xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, xuống lên xuống, xuống lên xuống, lên xuống, lên xuống, xuống lên xuống, xuống lên xuống, lên xuống, lên xuống, xuống lên xuống, xuống lên xuống, lên xuống, lên xuống, xuống lên xuống, xuống lên xuống, lên xuống, lên xuống, xuống lên xuống, xuống lên xuống, lên xuống, lên xuống, xuống lên xuống, xuống lên xuống, lên xuống, lên xuống, xuống lên xuống, xuống lên xuống, lên xuống, lên xuống, xuống lên. Và với những cái hợp âm mà mình đánh luôn được gọi là nguyên một nhịp ấy, thì nó sẽ gọi là có gồm là xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, xuống lên. Cái đó là mình đánh cho toàn cái hợp âm mà nó gọi là nguyên một nhịp luôn. Còn đối với hợp âm nửa nhịp như cái kiểu mi thứ qua tới la bảy thì mình sẽ đánh là hợp âm đầu tiên mình sẽ đánh là xuống, xuống. Còn hợp âm còn cái lên xuống, lên xuống, lên xuống thì mình sẽ đổi qua hợp âm tiếp theo. Có nghĩa là xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Các bạn nhìn kỹ cái tay mình là xuống, xuống thì mình sẽ giữ ở mi thứ, và lên xuống, lên xuống, lên xuống, xuống lên mình sẽ giữ ở la bảy. À. Xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Thật chậm cho các bạn coi là xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, xuống lên, xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Và mình sẽ đánh điệp khúc cho các bạn coi một lần. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông hao ngày. Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chẳng tan. Và cái khúc sau á, tình trọn vẹn chẳng tan thì mình cũng có cái hai hợp âm nửa nhịp là hợp âm pha thăng thứ và hợp âm si thứ. Các bạn nhớ khúc đập này không? Đó, cái khúc gọi này là khúc nửa nhịp thì mình sẽ đánh giống như kiểu từ mi thứ qua la bảy luôn, mình sẽ quạt kiểu đó.
để cho tình trọn vẹn trắng tan. Để cho tình trọn vẹn trắng tan vì con tim anh này luôn có. Là dưới điệp khúc thì mình để ý tới hai chỗ thôi, đầu tiên là mi thứ qua la bảy và cái hợp âm tiếp theo là pha thăng thứ qua si thứ. Mình sẽ ghi cái hợp âm ở dưới cái phần lyric để các bạn có thể dễ xem xét ha. Mình đánh lại các phần nửa nhịp là giữa hợp âm pha thăng thứ và hợp âm si thứ là xuống xuống lên xuống lên xuống lên xuống. Các bạn nhìn kỹ là mình sẽ đổi tay là xuống xuống lên xuống lên xuống lên xuống. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong bài này, và các bạn có gì thắc mắc thì cứ để lại comment cho mình và mình sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trong ao đầy. Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn trắng tan, vì con tim anh này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em. Có chút bồi rối, có chút tan vỡ, có chút thương nhớ vì ai. Người hãy đến bên anh này, nói yêu mình anh thôi, để cho lòng anh thỏa nhớ mong. Và ở khúc sau thì các bạn cứ rải như cái đoạn đầu tiên. Và các bạn nếu thấy clip mình hướng dẫn ổn thì các bạn hãy để cho mình lại một like để cái mình có thể hướng dẫn cho các bạn các bài tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn nhiều.